Bác nhá, hôm nay em có một con máy lọc không khí em thanh lý các bác nhá. Và thanh lý là thì sao em thanh lý thì em sẽ nói rõ cho các bác biết em thanh lý nhá. Rồi, đầu tiên là con này là của Sharp này, cái model của nó là KC500Y5 các bác nhá. Đấy. Cảm biến hoạt động ok nhá, cảm biến nó đang báo mùi này. Đấy, mùi bụi. Đấy, ô nhiễm nhá, nó đang báo màu vàng. Đấy. Nó có cấp độ nó là màu đỏ. Còn sim ok rồi nó sẽ chuyển sang màu xanh lá như trên, xanh hết cả cái màn. Đây là tình trạng em đã vệ sinh rồi nhưng mà chưa có đánh cà la cà liếc cái thứ vào, coi như là vệ sinh sạch sẽ nội thất của nó thôi. Đầu tiên đây là cái nỗi của nó này, con này nó bị vỡ một tí ở phía dưới này, nứt nhá. Đấy, thì nếu mà bác nhìn như thế này thì thực sự là cũng rất là khó thấy, không ai để dưới để ý xuống phía dưới này đúng không, bác nhìn như vậy rất là khó nhìn thấy. Đấy, thứ hai bác muốn đẹp thì bác có thể dán một miếng tem vào đây, không ai nhìn thấy được nữa, nó chỉ có vậy thôi. Và đằng sau này, đấy, đằng sau này các bác nhá, ở dưới đáy này nó vỡ một miếng nhựa một chút xíu thôi, các bác nhìn thấy không? Nói chung là cái này khi nắp cái vỏ kia vào cũng không ai nhìn thấy cái này nữa đâu nhá. Đây là vệ sinh đã sạch sẽ hết rồi các bác nhá, tháo tung hết ra vệ sinh. Đấy, vệ sinh lại như trạng thái ban đầu, quạt đang chạy rất êm. Đấy, máy đã sạch sẽ hết rồi nhá, không có gì phải lo nghĩ nữa. Không, bác không phải về vệ sinh nữa, em đã tháo vệ sinh hết rồi, từ A tới Z hết rồi. Ok nhá, thì đây là cái bộ vỏ của nó này. Đấy, đấy để em quay nội thất, em đã vệ sinh hết sạch sẽ cho các bác rồi. Đây em sẽ quay bộ vỏ cho các bác coi nhá. Đây, ok bác nhá, em nắp vỏ vào rồi. Đấy. Bác nhìn thấy không? Đâu ai nhìn thấy được vết vỡ của nó đâu, vỡ nằm dưới đây cơ. Đấy, không ai có thể nhìn thấy được nhá, tại vì cái đó nó nằm dưới đáy, không nhìn thấy được. Thì em vệ sinh sạch sẽ rồi. Em sẽ bán con này, nếu mà bác mua phổi thì lấy phổi, mà không mua phổi thì thôi. Đấy, thì coi như nó sẽ không có phổi phiếc gì cả, nó chỉ có một mình con máy này không nhá, ý là chỉ có một mình máy thôi. Đấy, thì cái vỡ đó nó chỉ nó cũng rất là nhỏ thôi, không có nhiều. Đấy, thì con này em thanh lý các bác giá rất là tốt. Con này là công suất của nó là 50 mấy W này, 54 W bác nhá, 2013 vỡ ở cái phía dưới và ở chỗ này. Đấy, tại vì có nhiều bác dặn nhưng mà em phải nói rõ đây là nó bị lỗ như vậy thì mình sẽ bán dễ rẻ hơn. Thì con này em bán các bác khi mà nó vệ sinh sạch sẽ như này rồi nhá, cái công em đã vệ sinh hết rồi, đã ok hết cho các bác rồi. Đấy, thì em bán con này giá của nó là 1.1 bác nhá, 1.100.000 thôi, không bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đấy, với thứ hai nữa là hàng đã vệ sinh ok hết rồi, không có phổi phiếc gì. Bác thay hết tất cả từ ngay phổi này em bán cho các bác thêm nữa, nó là giá của thợ. Đấy, không phải là mua lẻ các bác nhá, nếu bác mua lẻ chắc chắn sẽ mắc tiền hơn. Em mua thay thứ nhất là phổi nước, thứ hai là phổi than hoạt tính, thứ ba là phổi màng HEPA, là ba miếng phổi đó thì nó chỉ là 300.000 thôi, ok các bác nhá. Đấy, cộng với cái giá tiền của cái máy này, đấy em vừa báo giá cho bác rồi đó. Đấy, ok các bác nhá, chào các bác. Còn phần lên điện nữa, các bác muốn lên lên, không muốn lên thì thôi. Đấy, ok, lên điện thì mình sẽ tính thêm tiền, người ta tính 200.000 nhưng mà em lên điện thì em sẽ tính nó sẽ rẻ thôi, chỉ 150 thôi các bác nhá, công cám lên điện. Ok các bác nhá, chào các bác, tạm biệt các bác.